đam mê và yêu nghề làm đẹp như chị Oanh thì có lẽ không quá khó khăn để mà học nghề và khởi nghiệp. Còn các bạn trẻ khác thì sao ạ? Bên cạnh vai trò là phó chủ tịch của Hội Đào tạo Phát triển Nghề Làm Đẹp Việt Nam thì chị Nguyễn Oanh còn là CEO của Việt Beauty Academy, một trong những học viện dạy về nghề làm đẹp với trên 17 năm kinh nghiệm. Và có lẽ chăm nghe thì không bằng một thấy. Ngay bây giờ chị Oanh sẽ đưa chúng ta đến thăm Việt Beauty, nơi mà ngày ngày đang đào tạo ra những chuyên gia nối mi chuyên nghiệp, để nghe thêm những chia sẻ của các bạn trẻ. Trẻ mà yêu thích nghề nối mi thì chị có lời khuyên gì ạ?
Nếu các bạn đã quyết định học nghề nối nhi thì các bạn cũng nên song song học thêm một nghề làm đẹp nào đó, ví dụ như là về nail, gội đầu dưỡng sinh, phun thêu, chăm sóc da hay là make up, để chúng ta có thể phát triển cùng song song với nghề nối nhi, để khi xin việc hay là mở beauty salon thì các bạn sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập. Nếu nguồn tài chính nếu có thì mình có thể mở các cái beauty salon bé. Nếu có được cái nguồn tài chính dồi dào thì mình có thể mở các cái beauty salon đa phong phú hơn, tích hợp các cái dịch vụ làm đẹp trong đó. Và tôi chúc cho các bạn sẽ có được một cái chí hướng, có được một cái tinh thần khởi nghiệp đối với nghề làm đẹp được tốt nhất. Và chúc các bạn sẽ thành công khi khởi nghiệp nghề làm đẹp. Và xin được cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Đến đây 10 phút của hành trình nghề nghiệp đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo. Chương trình Đất nước ngàn năm. Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Cách đây 70 năm, năm 1952, năm 2022, Trung ương Đảng đã quyết định tiến hành chiến dịch Tây Bắc với chủ trương tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh. Chiến dịch Tây Bắc giành thắng lợi sau 2 tháng, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho ta. Đây là một bước phát triển lên tầm cao mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thưa quý vị, thắng lợi chiến dịch Tây Bắc 1952 đã làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng và lập xứ Thái tự trị của thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược, nối thông Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do thành Nghệ Tĩnh, Thượng Lào, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến tới giành thắng lợi quyết định và để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị, đánh dấu bước phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết. Chiến dịch Tây Bắc được thực hiện trong một thế trận chung, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chiến trường trong cả nước, từ Bắc Bộ đến Trung Bộ và Nam Bộ, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, sau gần 2 tháng tiến hành chiến dịch từ 14 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 1952, với 3 đợt tấn công, quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt hơn 6.000 tên địch, giải phóng gần 30.000 km2 với 250.000 dân, đánh bại âm mưu chiếm đóng, lập xứ Thái tự trị trên địa bàn Tây Bắc của thực dân Pháp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu của chiến dịch đề ra. Có thể nói, thắng lợi chiến dịch Tây Bắc để lại nhiều bài học lịch sử quý báu có giá trị, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch đã góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được vận dụng thành công trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bài viết Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, năm 2022, phát triển nghệ thuật quân sự lên tầm cao mới của phóng viên chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tây Bắc có vị trí chiến lược với vùng Bắc Đông Dương. Ở đây, quân Pháp có thể uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc, khống chế bên sườn, sau lưng và chia cắt Việt Bắc với Liên Khu 3. Tuy nhiên, căn cứ vào thế và lực giữa địch và ta trên chiến trường Tây Bắc, nơi mà địch có lực lượng phòng thủ yếu, có nhiều sơ hở, khó phát huy được khả lực pháo binh, không quân. Còn về phía ta, Tây Bắc là địa bàn rừng núi, bộ đội ta có thể phát huy được sở trường tác chiến. Do đó, vào đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân vùng Tây Bắc, giải phóng một phần đất đai. Trung tướng tiến sĩ Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phân tích. Lực lượng của ta tham gia chiến dịch gồm các đại đoàn bộ binh 303,
3 tháng 10 năm 1952, quân ta tiến công phân khu Nghĩa Lộ, tiểu khu Phủ Yên, đập tan toàn bộ phòng tuyến vành ngoài của địch từ Vũ Ngạn sông Thao đến Tả Ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai. Đợt 2, từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 11 năm 1952, ta vượt sông Đà tiến công hệ thống phòng ngự của địch trên cao nguyên Mộc Châu, buộc địch ở thị xã Sơn La rút chạy về Nà Sạn. Đợt 3, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, ta tiến công Nà Sạn và sau đó căn cứ tình hình thực tế kết thúc chiến dịch. Thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, viện trưởng viện lịch sử quân sự nhận định: để giành được thắng lợi, ta đã tập trung phần lớn chủ lực vào chiến trường phía Bắc, chia địa bàn chiến dịch thành từng khu vực để tiến công, lựa chọn mục tiêu chính xác để tiến hành các trận nhắm chốt ở Vũ Trạng, Nghĩa Lộ và Phú Châu. Tại những khu vực này, ta đã tập trung ưu thế về binh lực, hỏa lực để thực hiện đánh tiêu diệt, đồng thời chia chiến dịch ra từng đợt để tập trung sức mạnh, hoàn thành dứt điểm từng nhiệm vụ rồi tiếp tục tập trung cho đợt sau. Đây chính là nét đặc sắc về nghệ thuật sử dụng lực lượng tạo sức mạnh bằng cách chia các địch trong từng khoảng không gian và thời gian. Sau 2 tháng mở chiến dịch, ta đã diệt, bắt sống và làm bị thương hơn 6.000 tên địch. Nhiều tiểu đoàn, đại đội thuộc các binh đoàn cơ động của địch bị xóa sổ. Âm mưu củng cố xứ Thái, xứ Nùng tự trị của Pháp bị thất bại hoàn toàn. Chiến thắng Tây Bắc là sự kết hợp tổng hòa của nhiều yếu tố. Trước hết là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy. Cùng với đó là sử dụng nghệ thuật quân sự tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh và phương châm tác chiến, đánh điểm diệt viện. Thượng tướng tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: thắng lợi chiến Tây Bắc là tổng hợp của nhiều nhân tố, là kết quả quá trình 7 năm chiến đấu, là hy sinh, là kết tinh sức mạnh tổng hợp các nước, chiến nhân là các đơn vị chủ lực bộ cùng quân và dân các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, đây là Lai Châu Điện Biên và các chiến trường phối hợp. Thắng lợi là đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc quân đội nhân dân Việt Nam, đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển đến tận cấp mới. Nghiên cứu tổng kết chiến tranh, tìm hiểu nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc nói chung, nghệ thuật chiều quân sự trong chiến dịch Tây Bắc nói riêng chính là để chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn, thấy hết tính ưu việt của nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiết mục hỏi đáp lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử. Trong đó, thính giả Phạm Thị Hồng Ngọc ở Cẩm Phả, Quảng Ninh hỏi: cụm di tích lịch sử cứ điểm 689 Khe Xanh, Quảng Trị là nơi ghi dấu trận đấu nào? Về câu hỏi này, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực tiểu đoàn K3 Tam Đảo thuộc bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị cho biết, cụm di tích lịch sử cứ điểm 689 Khe Xanh được xây dựng tại cao điểm 689 là nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch giải phóng Khe Xanh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 1968. Trong chiến tranh, cao điểm 689 thuộc xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa được ví như đồi A1 của lòng trào Điện Biên Phủ. Mỹ mất cao điểm 689 là mất Tà Cơn và mất tất cả. Ngược lại, nếu ta chiếm được cao điểm 689 là có thể khống chế được hoàn toàn Khe Xanh. Đặc biệt, rạng sáng ngày 8 tháng 7 năm 1968, tiểu đoàn K3 đã đánh trận quyết định tiêu diệt toàn bộ quân địch trên cao điểm 689, làm nên chiến thắng lịch sử Khe Xanh năm 1968 và giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa. Trong cuộc chiến khốc liệt tại cao điểm 689, hàng trăm chiến sĩ giải phóng quân đến từ nhiều miền quê khác nhau đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại nơi đất Khe Xanh lịch sử này. 90 phút trận đấu và 200 năm vận hành hủy diệt quân đội Khe Xanh lịch sử. Chiều ngày 8 khi mà toàn bộ 689 yêu bằng vô lên để giải quyết chiến trường thì không còn cái gì để mà lưu giữ cái thân thể quần áo của anh em mình trong cái khói bom mù mịt như thế. Cái lá cờ đại phong chiến quyền tung bay trên 689 trên chúng tôi tự hào và anh diện. Thính giả Đàm Hữu Hưng ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hỏi: chương trình cho biết về tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại Bác Hồ trở lại tuyên quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định hành trình lịch sử từ Tân Trào
trình đưa kháng chiến đến thắng lợi, để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đó là bài học phải phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc ta và là một cội nguồn của sức mạnh. Đó là bài học phải nêu cao ý chí quật cường của cả một dân tộc, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ vì độc lập của dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học phải xây dựng chỉnh đốn đảng, xứng danh đảng cầm quyền, lãnh đạo kháng chiến kiến quốc, được dẫn đường bởi một tư tưởng cách mạng và khoa học, bởi đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ. Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xe quanh khu rừng thông,
lênh đênh trên thuyền đạp vịt giữa hồ nước lớn, hay ngồi trên vòng quay khổng lồ để ngắm rừng thông từ trên cao. Đâu đã hết, những vườn hoa tam giác mạch hay vườn dâu nhỏ xinh với hương vị thơm ngon sẽ làm cho hành trình của du khách càng trở nên thú vị. Buổi tối khi thời tiết trở nên se lạnh, dưới những mái nhà sàn đang ẩn hiện giữa rừng cây, du khách còn được trải nghiệm những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc của người dân bản địa như lễ hội mừng cơm mới, hết trá của đồng bào Mông, Dao, anh Vì Thế Tuấn, chị Lò Thị Mẩy và các thành viên của đội văn nghệ Bản Áng sẽ mang đến cho du khách những giây phút không thể nào quên. Tổ chức văn nghệ cộng đồng để tiếp khách du lịch đến với rừng thông Bản Áng. Ở đây là đều là các bạn tự học với nhau và được cha mẹ truyền lại cho những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mình sẽ dạy những điệu múa đơn giản nhưng mà vẫn mang đậm nét bản sắc của dân tộc mình. Bà con thấy vui, phấn khởi bởi vì là ngày càng đông những lượt khách đến tham quan bản mình. Tuy chẳng phải là điểm đến siêu hot hay lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng rừng thông Bản Áng bao giờ cũng là địa chỉ thú vị dành cho du khách bởi nét văn hóa sắc màu riêng có quá đỗi ấn tượng. Đây vẫn luôn là nơi tuyệt vời dành cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên, thanh thản, rất phù hợp cho chuyến đi cùng người thân bạn bè. Đi đâu, xem gì, ăn gì? Thưa quý vị, thưa các bạn, Quảng Ninh không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên mà còn là vùng đất mang đến cho du khách những trải nghiệm hết sức thú vị về ẩm thực. Trong đó, chả mực Hạ Long là một trong những đặc sản nổi tiếng mang đậm hương vị của biển. Thu Hoàng, cộng tác viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu. Đó là âm thanh người thợ đang giã tay chả mực trên cối đá. Nguyên liệu làm chả mực phải là những con mực tươi, mai dày, được đánh bắt trong vùng vịnh Hạ Long. Và có lẽ đây cũng là yếu tố làm nên hương vị thơm ngon đặc trưng của món ăn này. Chả mực ngon phải được giã bằng tay trong cối đá, sao cho vừa đủ độ nhuyễn nhưng không được nát vụn, để những miếng mực nhỏ mới đảm bảo độ giòn. Sau đó ướp thêm gia vị vừa đủ, trộn đều rồi nặn thành từng miếng nhỏ, dẹt đem chiên trong chảo dầu hoặc mỡ nóng già đến khi vàng đều. Khi ăn phải nhớ rõ vị thơm, vị ngọt của mực, đặc biệt cảm nhận được độ dai, giòn, sần sật thì mới chuẩn vị chả mực Hạ Long. Vị chả mực ở ngoài này thì hơi độ ngon, độ giòn, ngọt. Thường là nhà không có việc thì tôi vẫn ra đây mua. Tôi là khách du lịch ở Hải Phòng, tôi vừa mua 3 cân về cho gia đình và bạn bè. Ai quen đâu thì ăn đấy, nhưng mà ở đây là người ta vẫn tập trung vào đông hơn. Chả mực giã tay tuy có đắt hơn một chút so với chả xay máy, nhưng những người dành ăn đều chọn loại chả mực giã tay. Để phục vụ du khách, các cơ sở đều trang bị công nghệ đóng gói hiện đại, sản phẩm được hút chân không, đóng bao bì, nhãn mác và đặc biệt chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chả mực Hạ Long là món ăn hấp dẫn không chỉ đối với du khách trong nước mà còn tạo ấn tượng đặc biệt với du khách nước ngoài và đã vinh dự lọt vào top 10 đặc sản nổi tiếng của Việt Nam trong kỷ lục châu Á năm 2013. Tại thành phố Hạ Long, Hoài Phương là cơ sở sản xuất chả mực có truyền thống lâu đời. Mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 100 kg, đợt cao điểm nhất lên tới 500 kg. Đây cũng là một trong những cửa hàng chả mực ngon nhất tại Hạ Long. Anh Đặng Mạnh Hiệp, chủ cơ sở sản xuất chả mực Hoài Phương, chợ Hạ Long 2 cho biết. Bạn của anh cũng là người đầu tiên làm ra cái chả mực ở Hạ Long. Sau khi bà cao tuổi đến bố anh, đến khi bố anh cao tuổi rồi thì anh tiếp nối nghề ra cho gia đình mở rộng cơ sở thị trường. Muốn duy trì được cái đặc sản chuẩn thì không quan trọng nhất là chú trọng đến cái chất lượng phẩm và cái chất lượng sản phẩm. Mỗi miền đất đều có những nét ẩm thực riêng, Quảng Ninh cũng vậy. Từ xưa đến nay, chả mực đã trở thành món ăn nổi tiếng và ai đã từng thưởng thức sẽ không thể nào quên hương vị đặc trưng của một loại đồ ăn mang đậm hương vị của vùng đất biển. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VV2 và tại địa chỉ vv2.vn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thuốc chữa bệnh. Viên xương khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi xương khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Năm học 2022-2023, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục Mầm non tăng cường triển khai và mở rộng chương trình Tôi yêu Việt Nam, nâng tổng số địa phương được triển khai lên 43 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tôi yêu Việt Nam trong cấp học giáo dục mầm non được đầu tư bài bản với nguồn tài liệu trực quan sinh động hấp dẫn như các tập phim hoạt hình,
Vui Giao Thông, bộ truyện tranh và truyện tranh điện tử Vui Giao Thông sẽ góp phần hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đây cũng là động lực để Honda Việt Nam hiện thực hóa tuyên bố mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người, đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 không còn thương vong do tai nạn giao thông. Honda Việt Nam nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn. VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội. Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư. Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm. VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu. Thông tin quảng cáo. Sử dụng thuốc tránh thai hay là sử dụng nội tiết tố thay thế,
cái nữa là nám da có thể xảy ra khi mà chúng ta bị stress kéo dài làm tăng sản xuất cái melanin này. Cái nguyên nhân cuối cùng mới là nguyên nhân di truyền. Chị bác sĩ vừa mới chia sẻ thì có rất là nhiều những nguyên nhân làm tác hại đến làn da, dẫn đến việc là da phụ nữ bị nám. Và có bao nhiêu loại nám da hiện nay vậy thưa bác sĩ? Hiện nay thì các nhà da liễu chia nám da ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là nám da mạng. Thường là khi chúng ta ra nắng rồi đi biển thì da xuất hiện những cái mảng sậm màu, không quá sậm nhưng đủ để nhận biết, thường chỉ nằm ở cái lớp biểu bì ngoài cùng thôi. Thì cái nám này là nám da mạng ấy. Nám cũng có thể xảy ra do môi trường ô nhiễm hay sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng, có nhiều hóa chất ăn mòn chẳng hạn, tổn thương da hoặc do dị ứng với một số loại thuốc điều trị bệnh. Thì cái này là cái nám mà tôi gọi là nám nông. Nhưng mà cái nám thứ hai là cái nám đáng sợ hơn, là nám chân sâu hay còn gọi là nám đốm. Nó là những các cái mà màu đen nó ăn sâu hẳn dưới da mà chúng ta nhìn thấy cái màu đen ở phía trên ấy. Thì nám chân sâu tức là melanin nó nằm sâu trong trung bì, nó đậm màu. Và nguyên nhân gây nám da chân sâu có thể do di truyền, có thể do rối loạn nội tiết, do sự thay đổi hormone. Loại nám này điều trị rất là khó khăn và rất dễ tái phát. Còn nám hỗn hợp ấy là xuất hiện của cả hai loại nám trên. Thì nám hỗn hợp thì không chỉ trên thượng bì mà có cả dưới hạ bì nữa. Và theo bác sĩ thì hậu quả của nám da mặt đối với phụ nữ mang lại là gì ạ? Nám da, ai cũng bị nám da thì đau khổ lắm. Cái thứ nhất ấy, người ta có thể bị stress kéo dài. Thứ hai là mặc cảm, mặc cảm lắm. Đi đâu cũng nghĩ là người ta đang nhìn vào mặt mình. Tại sao mặt người ta thì trắng sáng thế kia, mặt mình ấy thì để nám từng mảng như thế. Thứ ba nữa, phải công bằng mà nói, nám có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cái đấy đàn ông ơi, khi mà lấy vợ ấy, thì mình thấy rằng là vợ mình có một cái làn da trắng sáng rất là đẹp, nhưng mà đến khi mà bà xã mà sinh con xong rồi, tuổi tác nó thúc đẩy để cho cái làn da của bà xã xấu đi ấy, thì tự nhiên mình nhìn những cái người phụ nữ khác ấy, mình để thấy hơn và mình đi săn đuổi những người phụ nữ khác mà mình chê bà vợ mình. Chuyện này xảy ra khá nhiều đấy. Chuyện mà nám da nó là một cái nỗi ám ảnh đối với nhiều cái chị em phụ nữ. Chính vì vậy mà nhiều chị em phụ nữ khi bị nám rồi rất là nôn nóng đi tìm một sản phẩm để mà chữa nám. Thường nôn nóng thì lại dễ càng bị mắc lỗi. Và theo bác sĩ, họ thường đi tìm những cái cách nào để chữa nám nhất ạ? Thật ra thì họ bị rơi vào mê hồn trận của những sản phẩm chữa nám đấy. Từ kem trộn, kem lột, kem làm trắng, xóa nám. Kết quả là chẳng bao lâu các cái hạt tố melanin ấy lại tái xuất giang hồ gây nám lại. Vì sao như thế? Là bởi vì những cái đó nó chỉ chữa cái ngọn thôi chứ nó đâu có chữa cái gốc. Bác sĩ có cách nào hướng dẫn các chị em phụ nữ để họ không còn nỗi buồn nám da được không ạ? Có một cái tin tốt mà xin thông báo với quý thính giả là các nhà khoa học Mỹ đã dày công nghiên cứu một công thức từ thiên nhiên làm trắng hồng da, làm mờ sạm nám, cải tạo da từ bên trong. Công thức này độc đáo là làm trắng da toàn thân đấy ạ, và nó có tới 5 tác dụng chứ không phải chỉ riêng cái chuyện đấy là làm mờ sạm nám đâu. Nó làm trắng da từ bên trong, giúp da trắng sáng mịn màng. Bộ ba gồm có glutathione, sakura, pomegranate làm giảm enzyme là tyrosinase, giảm sinh ra melanin. Đồng thời nó lại chuyển melanin tối màu thành theobromine sáng màu. Pomegranate ức chế tế bào melanocyte này không sản sinh ra nhiều melanin. Ngoài ra nó bảo vệ da khỏi tia cực tím, nó chống kích ứng da là glutathione và sakura. Đấy là cái mà chị em sẽ rất là sung sướng, tức là nó làm mờ sạm nám đấy. Nhưng mà không chỉ có thế, nó còn chống gốc tự do nên nó trẻ hóa làn da, nó hạn chế những yếu tố hủy hoại collagen là cái men tiêu protein MMP, nó ngăn tổn thương cái DNA là phi glycosomose. Thế thì chống viêm da lại còn tăng cường miễn dịch, còn giúp thải độc cho da nữa. Ví dụ như là những cái hóa chất, những cái sản phẩm mà bám vào trên da. Cho nên công thức gồm 15 tinh chất quý của các nhà khoa học Mỹ, nó bao vây hết để chúng ta làm gì? Chúng ta có một cái làn da trắng hồng tự nhiên, chống nắng được mà lại chống cả quá trình lão hóa da nữa. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tươi đã cung cấp những thông tin hữu ích cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để giải